Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 được lộc trời cho, giàu sang phú quý chào đời. Hoan hỉ chào đón quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, người ta vẫn thường truyền tai nhau câu nói lấy vợ xem tuổi đàn bà, xây nhà xem tuổi đàn ông. Bởi thế cho nên người ta rất chú trọng đến việc dựng vợ, gả chồng và chuyện xây nhà. Người xưa cũng quan niệm phong thủy nhà ở đặc biệt quan trọng trong công việc chọn ngày giờ động thổ, chọn hướng nhà. Vậy làm thế nào để chọn được hướng nhà đại cát, tránh được những hướng phạm sát cho gia chủ? Tuổi Kỷ Dậu 1969 năm 2020, hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Để xây nhà, việc đầu tiên ta xét đến các yếu tố đó là kim lâu, hoang ốc, tam tai, thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mậu thủy đô thiên, mộ long biến vận, và yếu tố quan trọng nhất phải xét đến gia chủ. Và yếu tố quan trọng nhất là phải xét đến gia chủ có hợp hướng hay không. Nếu tuổi không phạm mà hướng lại tốt thì xây không gì cát bằng. Nếu tuổi không hợp mà đất cũng không được vận thì không gì hung họa bằng. Vì vậy cần phải hết sức cẩn thận và xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Trước tiên, để xây được nhà hay không thì ta xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai hay không. Đầu tiên đó là kim lâu. Năm 2020 canh tý gia chủ tuổi Kỷ Dậu 52 tuổi, theo cách tính này thì gia chủ sẽ không phạm phải năm kim lâu, nhưng vẫn phải xét đến các yếu tố khác xem có cát lành hay không. Xét đến hoang ốc tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong năm canh tý, theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải nhất kiết, an cư, thông vạn sự. Gia chủ làm nhà tuổi này sẽ có chốn ăn cư tốt, tất cả mọi việc đều hanh thông thuận lợi. Còn xét đến tam tai thì người tuổi Kỷ Dậu cần tránh các năm tam tai, hợi, tí, sửu. Năm làm nhà năm 2020 canh tí, gia chủ 1969 phạm tuổi đại kỵ tam tai. Tuổi này phạm phải tam tai không nên làm nhà. Nếu muốn làm nhà đất được vận thì nên mượn các tuổi cát lành sau: 1954 giáp ngọ, 1962 nhâm dần, 1978 mậu ngọ, 1990 canh ngọ để động thổ xây nhà. Vì bốn tuổi này không bị phạm vào kim lâu nên mượn tuổi cực kỳ cát lành. Tuy nhiên, từng hướng nhà mà ta sẽ phải chọn những tuổi động thổ hợp với tuổi gia chủ và hợp với trạch đất sẽ được cát lành và may mắn. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết. Yếu tố quyết định việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận, hợp long phù sơn thì xây dựng không gì cát bằng. Đất được vận mà tuổi lại không được vận thì ta tiến hành mượn tuổi khác để xây cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng mình chuẩn bị xây và cát hung của từng năm 2020. Mời quý vị anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi 1969 Kỷ Dậu, nam mệnh thuộc cung Tố Mộc, nữ mệnh thuộc cung Khôn Thổ. Xét đến việc xây nhà như sau: đối với nam mạng Kỷ Dậu, cung Tốn thuộc đông tứ mệnh, người mệnh Tốn Mộc, bốn hướng tốt: đông nam phục vị, nam thiên y, đông diên niên, bắc sinh khí, bốn xấu: tây bắc họa hại, đông bắc tuyệt mệnh, tây lục sát, tây nam ngũ quỷ. Đầu tiên chúng ta cùng xét đến đó là hướng bắc, gồm có ba xuân nhâm tý quý 337,5 độ đến 22,5 độ, thái tuế tại tý, hướng bắc là chính thái tuế. Với nhà tọa ngọ hướng tý, phạm tuế phá và tam sát, hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa bính hướng nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa quý hướng đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi 1969 Kỷ Dậu, nam mạng ở hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng thứ hai đó là hướng nam, gồm có ba sơn bính ngọ đinh 157,5 đến 202,5 độ.
Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 2 và 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Kỷ Dậu 1969 xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng được thiên y, thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ. Tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa, đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Tiếp đến đó là hướng Đông, gồm có ba sơn giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ phạm ngũ hoàng đại sát, là sát tinh hướng nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ, nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận, nên để sang năm 2021 hãy làm, sẽ được nhiều may mắn cát lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu, kẻo rước họa vào thân. Tuổi Kỷ Dậu xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh nên hợp hướng được duyên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng thuận hòa, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó khăn trong việc kết hôn, vất vả thì nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Thứ tư, đó là hướng Tây, gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ, năm Canh Tý. Cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tan sát tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới trong năm Canh Tý. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng, ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn, vẫn có thể tu tạo, sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, tháng 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn vào tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Tuổi Kỷ Dậu Nam Mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Kỷ Dậu đang ở nhà hướng Tây rồi thì cần phải có những cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Dậu. Tiếp theo đó là hướng Tây Bắc, gồm có ba sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi phạm tam sát tuyệt đối không được xây mới trong năm Canh Tý. Còn các sơn khác nếu muốn làm được khởi công vào tháng 4, tháng 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Người tuổi Kỷ Dậu mà ở nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào hỏa hại, mà hỏa hại là sao Lập Tổn thuộc thổ hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ, nên là xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp loại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy
gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tỵ Dậu 1969. Hướng đông bắc gồm có 3 sơn sửu cấn dần 22,5 đến 67,5 độ, 5 canh tí nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và đông bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới là tô tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng dần không nên xây mới vì hướng dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tô tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Tỵ Dậu xây nhà hướng đông bắc thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tự quái là đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa dương ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Kỷ Dậu khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này. Như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý, chọn 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng đông bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Dậu. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến đó là hướng đông nam gồm có 3 sơn thìn tốn tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, 5 canh tí sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và đông nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa càn hướng tốn và tọa hợi hướng tỵ phạm mộ long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào ngày tháng cát lành tháng 3 tháng 4 âm lịch, còn tọa thìn hướng tuất không phạm sát nên cứ sau đông chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Kỷ Dậu xây nhà ở hướng đông nam thuộc đông tứ mệnh hợp hướng được phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tự quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa dương tài phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, mà xấu thì hợp xấu, nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để có thể hóa giải được những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Và cuối cùng đó là hướng Tây Nam gồm có 3 sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được gắt cho lắm. Hơn nữa năm 2020 sơn thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9, 10 khi đó tiết khí thay đổi, làm sẽ rất cát. Với nam mạng Kỷ Dậu xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa năm 2020 nếu bất chấp xây thì sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Kỷ Dậu đang ở nhà hướng Tây Nam rồi thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Dậu. Vừa rồi quý vị và các bạn đã được phong thủy may mắn chia sẻ về kiến thức làm nhà năm 2020 cho người tuổi Kỷ Dậu 1969 nam mạng. Còn với nữ mạng thì sao? Mời các bạn tiếp tục theo dõi video. Đối với nữ mạng Kỷ Dậu cung khôn, xét theo cung mệnh thuộc Tây tứ mệnh, vì vậy tuổi này có 4 hướng tốt là Tây Nam phục vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí, 4 hướng xấu Đông Hỏa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát, Đông Nam Ngũ Quỷ.
Giờ ta sẽ xét đến tuổi nữ mạng xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem các hung như thế nào nhé. Đầu tiên đó là hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế, với nhà tọa Ngọ hướng Tý, Phạm Tuế phá và Tam sát. Hướng Phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm, Phạm Tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh, Phạm Mộ Long Biến Vận Phát cũng không nên xây. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Kỷ Dậu nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào tuyệt mệnh đại hung. Tuổi Kỷ Dậu xây nhà hướng Bắc thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh. Mà tuyệt mệnh là sao phá quân, thuộc kim, tượng quái là đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Kỷ Dậu khi xây nhà hướng này thì cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập kế hoạch, hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo ở trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Dậu 1969. Thứ hai chúng ta cùng xét đến đó là hướng Nam gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ, năm Canh Tý xây nhà đại cát. Vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam năm 2020 cố gắng tận dụng và làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Kỷ Dậu nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này, phải chọn cách hóa giải như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Kỷ Dậu đang ở nhà hướng Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Dậu 1969. Vì vậy, tuổi Kỷ Dậu khi xây nhà hướng này thì cần phải hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế lại, bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Dậu 1969. Thứ ba, đó là hướng Đông gồm có ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm Ngũ Hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ Hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không được xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm Mộ Long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm sẽ được nhiều may mắn cắt lành. Vì ngôi nhà là nơi chúng ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Với năm mạng người tuổi Kỷ Dậu 1969 mà ở nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tổn thuộc thổ, hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Dậu 1969.
Thứ tư đó là hướng Tây gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thủ hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không được xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, tháng 4, tháng 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn vào tháng 4 và 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Tuổi Kỷ Dậu 1969 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng được thiên y, thuộc sao cựu môn thổ, hướng Đông Bắc, tự quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách thì khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái, tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Thứ năm chúng ta xét đến đó là hướng Tây Bắc gồm có ba sơn Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm Canh Tý Bát Bạch tài tinh đáo đến, Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi phạm tam sát tuyệt đối không nên xây mới vào năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm thì nên khởi công vào tháng 4, tháng 6 và 11 âm lịch sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Lâu Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Kỷ Dậu xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó khăn kết hôn, vất vả nên đặt cửa và giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Tiếp theo đó là hướng Đông Bắc gồm có ba sơn Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý Nhất Bạch tài tinh đáo đến, Nhất Bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tòa Thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Thủy đô thiên sát. Anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, 6 âm lịch. Tuổi 1969 Kỷ Dậu nữ mạng ở hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hạng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc hướng Đông, tượng quái là Trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia chủ sa sút, đặt cửa bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Tiếp theo đó là hướng Đông Nam gồm có ba sơn Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm Canh Tý sao Lục Bạch đáo đến, Lục Bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm Mậu Long biến vận không nên xây mới. Nếu xây thì phải chọn vào tháng cát lành, tháng 3 và 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên sau Đông Chí hãy làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể hơn. Với nữ mạng Kỷ Dậu 1969 xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp, kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa, năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này.
Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu thì nếu làm được từ đầu, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Kỷ Dậu đang ở nhà hướng Đông Nam rồi thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo ở trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cái cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Hướng cuối cùng chúng ta cần xét đến đó là hướng Tây Nam gồm có ba sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa, năm Canh Tý sơn thân phạm vào mộc thủy đô thiên nên không xây được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới thì chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi, làm sẽ rất là cát. Tuổi Kỷ Dậu xây nhà và ở hướng Tây Nam thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông Nam tượng quái là tốn, chủ về khoan dung rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa dừng tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loạn đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Phong Thủy May Mắn đã phân tích các hung của từng hướng nhà trong năm 2020 cho tuổi Kỷ Dậu 1969 nam mạng và nữ mạng. Căn cứ vào bản mệnh của gia chủ, ta có thể lựa chọn hướng nhà tốt và phù hợp nhất. Để đảm bảo phong thủy của toàn bộ căn nhà, khuyên quý vị cũng nên kết hợp hài hòa hướng nhà với một số yếu tố khác như là nhà bếp, phòng ngủ, phòng khách để có thể rước thần tài vào nhà, phù hộ cho gia chủ. Chắc hẳn quý vị đã lựa chọn cho mình được hướng và tuổi mượn động thổ nhà trong năm 2020 rồi đúng không ạ? Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của chúng tôi, nhấp vào biểu tượng chuông để có thể cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày.